Vâng, xin chào bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Nấu Đá Ba Tầng. Hôm nay, kênh YouTube Nấu Đá Ba Tầng sẽ chia sẻ cho các bạn một cái loại đồ uống rất là đơn giản, dễ làm. Đó là một ly chanh đá. Vâng, để làm một ly chanh đá, các bạn chỉ cần nguyên liệu rất là đơn giản. Ví dụ như là nước chanh, nước lọc, đường nước, một chút muối và dĩ nhiên chúng ta cần một chút đá. Vâng, nguyên liệu thì các bạn đã biết rồi. Sau đây chúng ta Hải sẽ chia sẻ các bạn các bước làm. Đầu tiên các bạn sẽ cho chanh, chúng ta vắt chanh. Các bạn lưu ý cái phần vắt chanh nhé. Khi các bạn lựa chọn chanh thì chúng ta sẽ nên lựa chọn những loại quả chanh xanh, màu xanh rất là đậm, đặc biệt là quả chanh to đều. Và chúng ta lưu ý là thông thường các bạn sẽ đếm khoảng 20-22 quả trên 1 kg. Nếu bạn mua những quả chanh nhỏ quá, khi chúng ta bắt các bạn sẽ bị cái nước chanh nó bị đắng. Trong quá trình cắt chanh ra thì các bạn lưu ý là chúng ta cần phải bỏ cái hạt. Nếu như trường hợp các bạn cắt đôi hạt thì chúng ta phải bỏ hạt đi, vì nếu như các bạn cố tình cắt khi bị cắt có hạt rồi, các bạn cố tình ép chèn qua hạt thì cái nước chanh của mình sẽ bị đắng. Có rất nhiều cách phương pháp để làm cốc chanh đá. Có những phương pháp chúng ta dùng bình lắc, rồi chúng ta dùng bình này để lắc. Cũng có những phương pháp các bạn có thể khuấy trực tiếp, và còn một phương pháp nữa là chúng ta có thể sử dụng bình máy xay sinh tố để chúng ta làm. Sau đó chuẩn bị được nước chanh rồi, chúng ta sẽ băm 20 ml. Các bạn băm 40 lít đường nước. Đây là đường nước hôm nay Hải cho vào trong cái chai này. Một số video Hải đã chia sẻ các bạn kỹ thuật làm đường nước như thế nào rồi, đúng không ạ? Và các bạn để ý video các bạn sẽ biết được cách làm đường nước. Các bạn đơn giản là chúng ta cho chanh này, cho đường nước, nước lọc. Thông thường thì trong một cốc nước chanh các bạn chỉ sử dụng nên sử dụng là 120 lít nước sôi. Nước sôi để nguội chúng ta hay thường gọi là nước lọc. Tại sao chúng ta sử dụng ít như vậy? Chúng ta sử dụng như vậy bởi vì là để cho nước chanh nó đậm đà và ngon. Trong quá trình chúng ta xay hoặc chúng ta pha thì chúng ta còn có cả đá nữa, nhưng đấy đá sẽ tan cùng và sẽ mát và sẽ đậm đà. Còn nếu các bạn cho nhiều nước lọc quá thì cốc nước chanh của mình sẽ mất đi độ đậm. Vậy là chúng ta có muối này, đường này, chanh và nước. Đây, anh chị cho một chút muối. Có một số anh chị pha chế chúng ta không cho muối cũng được, và cho chúng ta cho một chút muối cũng không sao cả. Các bạn cho một xíu muối thôi. Ok. Vậy là Hải đã có một cốc nước chanh chuẩn bị hoàn thiện. Hãy nhắc lại các bạn nhé, ở trong này Hải đã có là đường nước, nước chanh, muối và nước lọc. Chúng ta chỉ cần cho một chút đá vào lắc mạnh lên, chúng ta chút được cốc, thế là được một cốc nước chanh hoàn thiện. Chúng ta sẽ đổ vào phần thân dài. Sau anh chị chụp, anh chị vỗ lại và chúng ta lắc. Đối với cả kỹ thuật lắc, bình lắc thì Hải sẽ chia sẻ chị một số cái kỹ thuật lắc. Bởi vì trong quá trình sử dụng bình lắc này, chúng ta có tận 3 loại bình lắc khác nhau thôi. Chúng ta có bình lắc shaker, có tên là shaker, có những bình lắc có tên là bottom. Đó thì hôm nào trong những clip tiếp theo Hải sẽ chia sẻ với chị những cái kỹ thuật sử dụng bình lắc như này. Bình lắc là một trong những dụng cụ thiết bị rất là cần thiết cho những bartender, những người pha chế như chúng ta.
anh chỉ cài thêm lát chay vào. Đối với cả những cái bia sau khi chúng ta vắt chay xong, anh chị có thể sử dụng để dùng dao để thái một vài miếng nho nhỏ, anh chị thả vào thì cái cốc nước chanh của chúng ta nó sẽ có cái tinh dầu chanh, nó sẽ thơm hơn bình thường. Anh chị có thể sử dụng một lát chanh dày và chúng ta cắm để cho cốc nước chanh của chúng ta nó đẹp hơn. Và như vậy là Hải vừa chia sẻ với chị cái kỹ thuật làm nước chanh rất là cơ bản, rất là nhanh. Hải hy vọng rằng anh chị sẽ biết được những kỹ thuật đó và anh chị sẽ thường xuyên sử dụng cái kỹ thuật này để làm những cái ly nước chanh để mời gia đình và bạn bè, cũng như là chúng ta có thể áp dụng những cái công thức như này để chúng ta bán hàng, kiếm tiền, thu lợi nhuận. Vâng, một lần nữa kênh YouTube Nâu Đá Ba Tầng xin cảm ơn anh chị, cảm ơn bạn đã theo dõi clip và chắc chắn rằng là chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều trong những clip tiếp theo. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại các bạn, nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh cho mình nhé. Vâng, xin chào, bye bye.